a à, đầu đề phiết khú trong tông giáo này thành bực thu thúc giới bổn đàng hoàng phẩm hạnh và du hành nhận thấy nạn lỗi ít oi đã nguyện thực hành những điều học thu thúc lục quyền tri túc thực hợp sự tinh tấn luôn cả đầu hôm đến cuối đêm tinh tấn liên tiếp hiệp tuệ bảo vệ ta trau dồi pháp đẳng giác phiết khú đó người biết rõ ràng với cách đi tới thối lui biết rõ ràng cách ngó tới ngó qua ngó lại rõ ràng với con ngay rõ ràng cách giữ tăng già lê y bác người biết rõ ràng cách liếm nhai ăn uống, người biết rõ rành cách đại tiện và tiểu tiện, người biết rõ rành cách đi, đứng, ngồi, nằm, thức, ngủ, nói, nín. Phiết khú nương ở chỗ vắng lặng như rừng, bóng cây, núi, triền hay nghĩa địa, rừng rậm chỗ trống, ruộng hoang nơi không có tiếng tâm lộn xộn, không có tiếng ồ ạt, chỗ người ta không ưa đi dạo, nơi không có người lộn xộn, nơi đáng ẩn. Phiết khú vào rừng hoặc ở dưới bóng cây, hoặc vào nhà trống ngồi kiết già thẳng lưng chăm chú đến đề mục phiết khú đó đã đặng trừ tham ác nơi đời, sống bằng tâm xa lìa tham ác, rửa tâm trong sạch xa lìa tham ác, đã trừ đặng sân và ác độc thành người vô sân có sự tế độ tất cả chúng sanh, rửa lòng trong sạch xa lìa sân và độc ác, đã trừ hôn trầm thùy miên, thành bực vẫn lìa hôn trầm thùy miên, đặng tưởng quang minh, có chánh niệm lương tri, rửa lòng trong sạch xa lìa hôn trầm thùy miên, đã trừ trạo hối thành người không tán loạn vẫn có tâm vắng lặng bên trong. Rửa lòng trong sạch xa lìa trạo hối, đã trừ đặng hoài nghi là bực lướt khỏi hoài nghi không còn nghi nan rửa lòng trong sạch xa lìa sự nghi nan với tất cả pháp thiện phiết khú như thế đó trừ ngủ cái làm cho tâm phiền muộn đã cho tuệ rõ đặng thanh tịnh ly dục vắng lặng lì những pháp bất thiện rồi đắc sơ thiền hiệp với tầm tứ hỷ lạc sanh từ định vắng lặng tầm tứ đắc nhị thiền mà hành động bên trong thành pháp trong trẻo do tầm tứ vắng lặng thành pháp đơn độc phát sanh nơi vô tầm vô tứ chỉ còn hỷ và lạc sanh từ định Bỏ rơi đặng hỉ nữa mới thành người có tâm xã, vẫn có chánh niệm lương tri và hưởng yên vui bằng danh thân, chứng tam thiền mà thiền chư thánh khen ngợi những người đắc là có tâm xã, đặng chánh niệm, vẫn yên vui như thế chứng tứ thiền vô khổ vô lạc do trừ lạc khổ bởi ưu và hỷ vắng bạc dứt trước rồi vẫn có chánh niệm đầy đủ do xã bởi lướt qua tất cả tư tưởng hữu hình do sự diệt tưởng phẫn nhuế do không tác ý tưởng dị mới đắc thiền không vô biên xứ bằng cách đề mục hư không vô biên, vẫn như thế do lướt qua khỏi tất cả cách không vô biên xứ mới chứng cách không vô biên xứ bằng đề mục thức vô biên, vẫn như thế lướt qua những cách thức vô biên mới chứng thiền vô sở hữu bằng đề mục không có chi, vẫn như thế lướt khỏi những cách không vô sở hữu xứ mới chứng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dứt đầu đề Giải đầu đề B. Thiền phân tích, phần phân theo kinh Câu nói trong tông giáo này có giải như vậy trong tri kiến này, trong nhẫn nại này, trong thành vượng này, trong đảng phái này, trong pháp luật này, trong di môn này, trong phạm hạnh này, trong tông giáo của đức giáo chủ này. Do nhân đó mới gọi là trong tông giáo này. Câu nói phiết khú có giải như vậy gọi là phiết khú bởi phổ thông, gọi là phiết khú do minh ước, gọi là phiết khú do sinh, gọi là phiết khú do thành người sinh, gọi là phiết khú do thành người trị môn khất thực, gọi là phiết khú do mặc đồ hoại sắc, gọi là phiết khú do đang bài trừ chư pháp bất thiện và tội ác, gọi là phiết khú do đã bài trừ chư pháp bất thiện và tội ác gọi là phiết khú do trừ phiền não bằng cách riêng phần, gọi là phiết khú do trừ phiền não bằng cách không riêng phần, bực hữu. Học gọi là phiết khú, bực phi hữu học phi vô học gọi là phiết khú, bực trụ trong pháp cao siêu gọi là phiết, khú, bực hợp với pháp mỹ lệ gọi là phiết khú, người đầy đủ trong sạch gọi là phiết khú, người hiệp với pháp lõi gọi là phiết khú, người xuất gia theo chế định tứ bạch yết ma không hư đáng với địa vị. Do hòa hợp với tăng gọi là phiết khú câu nói giới bổn tức là giới để nương thành bực sơ thành y chỉ thành cơ quan thu thúc thành cơ quan cẩn thận thành cơ quan đại diện thành cơ quan chủ trương hầu vào đến với chư pháp thiện câu nói thu thúc tức là cách không thái quá của thân cách không thái quá của lời nói cách không thái quá của thân và lời nói câu nói thành người đã thu thúc có giải rằng là bực đã nhập đáo đi đến hoàn thành rồi đã vào đến hoàn toàn đã vào đến rành rẽ đã hiệp với thu thúc giới bổn ấy do nhân đó mới gọi người đã thu thúc theo giới bổn câu nói trụ có giải rằng trụ liền nhau trụ phẩm hạnh hành vi trụ gìn giữ trụ cho hành động trụ dạo đi trụ đình chỉ do nhân đó mới gọi là trụ câu nói đã hoàn toàn với phẩm hạnh và du hành có giải rằng phẩm hạnh vẫn có phi phẩm hạnh vẫn có trong hai cách này mà phi phẩm hạnh đó ra sao như là sự thái quá bằng thân thái quá bằng lời nói thái quá cả thân và tâm. Như thế gọi là phi phẩm hạnh. Hay là tất cả người phá giới đều kêu là phi phẩm hạnh. Cũng có phiết khú trong tông giáo này nuôi mạng bằng cách cho tre, hoặc bằng cách cho lá cây, hoặc bằng cách cho bông cây, hoặc bằng cách cho trái cây, hoặc bằng cách cho phấn để thoa, hoặc bằng cách cho cây trà răng, hoặc bằng cách nói bợ đỡ làm cho họ mến, hoặc bằng cách nói khi thật khi chơi đồng như canh đậu, hoặc cách thành người giữ con, hoặc bằng cách tay sai tại gia, hoặc bằng cách tạ mạng hay trong một cách nào mà phật ngài chê trách như thế gọi là phi phẩm hạnh phẩm hạnh đó ra sao như là sự không thái quá bằng thân không thái quá bằng lời nói hay không thái quá cả thân và lời nói như thế gọi là phẩm hạnh thu thúc tất cả giới cũng gọi là phẩm hạnh phiết khú trong tôn giáo này có vị vẫn không nuôi mạng bằng cách cho lá cây không nuôi mạng bằng cách cho bông cây không nuôi mạng bằng cách cho trái cây không nuôi mạng bằng cách cho phấn thoa không nuôi mạng bằng cách cho cây trà răng không nuôi mạng bằng cách nói bợ đỡ cho họ thích không nuôi mạng bằng cách nói khi thật khi chơi tợ hồ như canh đậu không nuôi mạng bằng cách thành người nuôi con nít không nuôi mạng bằng cách làm tay sai cho tại gia không nuôi mạng sống bằng cách tà mạng mà đức phật ngài đã phán dù trong một cách nào như thế gọi là phẩm hạnh câu nói du hành có giải rằng du hành cũng có phi du hành cũng có trong hai cách đó mà phi du hành ra sao? Như là phiết khú trong tông giáo này có vị thành người dạo đi trong sở của gái lầu xanh, hoặc dạo đi nơi quá phụ, hoặc dạo đi nơi chỗ gái quá, hoặc dạo đi nơi chỗ của bán nam bán nữ, hoặc dạo đi nơi phiết khú ni, hoặc dạo đi nơi tiệm rượu, hoặc thành người hỗn hợp với vua hay đại thần của vua, hoặc phú trưởng giả, hoặc giáo chủ của ngoại giáo, hoặc đệ tử của ngoại giáo, bằng cách hỗn hợp với cư sĩ mà không thích hợp với dòng giống nào mà không có đức tin, không kính trọng, chỗ không đáng. Đến hay ưa chửi hoặc rủa, thích với sự tàn hại, không ưa những sự vật liên quan lợi ích, chẳng thích với sự núi non, không ưa liên quan với sự vật lợi ích như là phiết khú, phiết khú ni, ưu bà tắc, ưu bà di mà phiết khú tìm kiếm đến thân tộc hoài hoài. Nhận thấy bằng cách đó mới gọi là phi du hành. Du hành đó ra sao? Như là phiết khú trong tông giáo này có vị không dạo đi nơi dâm phụ, không dạo đi nơi quả phụ, không dạo đi nơi gái quá, không dạo đi nơi chỗ phi nam nữ, không dạo đi nơi phiết khú ni, không dạo đi nơi tiệm rượu, không hỗn hợp với vua hay đại thần của vua, hoặc chủ tôn giáo ngoại hay đệ tử ngoại giáo, cũng không trà trộn với cư sĩ bằng cách không thích hợp hay là thân tộc nào. Nếu những thân tộc nào có đức tin, có kỉnh trọng thành chỗ đáng tới lui, thường đến với bực mặt đồ hoại sắc, hoặc nếu có bực tu hành nên hằng tới lui, thành người ưa sự tiến hóa, ưa đồ vật liên quan lợi ích, ưa với núi non, Ư với sự liên quan lợi ích như là phiết khú, phiết khú ni, ưu bà tắc, ưu bà di mà phiết khú ấy không thường tới lui với bà con thân quyến. Nếu nhận thấy cách đó mới gọi là du hành. Phiết khú thành bực đã đáo cận hiệp với phẩm hạnh và du hành như đã nói. Do nhân đó mới gọi là đầy đủ phẩm hạnh và du hành bằng cách như thế. Câu nói thấy những nạn lỗi lối chừng chút đỉnh mà lỗi chừng chút đỉnh đó ra sao? Những lỗi chừng chút đỉnh đó là thấp thỏi nhẹ nhành cho lỗi nhẹ nhàng nên thu thúc, nên cẩn thận, nên làm bằng tâm phát ra liên quan với tác ý, những như thế gọi là cách thấy lỗi lối chừng chút ít. Phiết khú thành bực thấy lỗi, thấy nạn, thấy sự xấu xa và thấy cách chiết trừ ra cho khỏi trong những lỗi mà có chút ít đó. Do nhân ấy mới gọi là thấy những nạn lỗi lối chừng chút ít. Câu nói đã nguyện thọ đang hành trong điều học mà điều học đó ra sao? Điều học có bốn mục là điều học của phiết khú gọi là phiết khú điều học, hai là điều học của phiết khú ni gọi là phiết khú ni điều học ba là điều học của thiện nam gọi là thiện nam điều học bốn là điều học của tín nữ gọi là tín nữ điều học những thế gọi là điều học phiết khú nguyện thọ những điều học đối với những điều học nguyện thọ nguyện thọ hết tất cả điều học không chừa bằng lối sẽ phải thực hành tất cả rồi vẫn thực hành trong điều học như thế do nhân đó mới gọi là nguyện thọ rồi vẫn thực hành theo tất cả điều học câu nói thu thúc trong lục quyền có giải rằng sự thành người thu thúc trong lục quyền vẫn có, sự thành người không thu thúc trong lục quyền vẫn có. Trong hai cách này mà sự thành người không thu thúc lục quyền đó ra sao? Như là phiết khú trong tông giáo này cũng có vị đã thấy sắc bằng nhãn, vẫn thành người chấp theo tướng chánh, chấp theo tướng phụ thì chư pháp bất thiện tội lỗi như là tham ác và ưu phải tương theo người ấy là.